19110, ô tô và xe máy suýt tông nhau tại ngã tư vì phóng nhanh. Theo những hình ảnh mà camera hành trình trên ô tô đi cùng chiều với chiếc xe hộp liên quan đến vụ việc ghi lại được. Vào thời điểm đó ô tô hình hộp di chuyển với tốc độ cao và đang đi ở sau. Tuy nhiên, rất nhanh đã đuổi kịp xe gắn camera, thậm chí chẳng mấy chốc đã vượt lên trên. Sau đó chiếc xe vẫn giữ nguyên tốc độ rồi lao về phía điểm giao ngã tư. Và đúng lúc này, một chiếc xe máy chở hai người mặc áo mưa đi từ hướng đường bên trái cũng phóng ra, điểm giao ngã tư một cách vội vã. Thế là chút nữa thôi, hai xe tông sầm vào nhau. Nhưng may mắn chỉ trong giây ngắn ngủi, xe ô tô đen đã đánh lái để tránh kịp. Khoảnh khắc xoay chuyển tình thế ngập thở của chiếc xe hợp làm ai xem cũng phải nổi da gà. Sau đây là một vài bình luận đáng chú ý được cư dân mạng để lại bên dưới video. Hai xe không xe nào vừa, nhưng tài xế ô tô chứng minh được bằng của mình là bằng thật. Không ai chịu nhìn hai bên đường hết, để diễn ra trước mắt mới né nhau. Hiện trường tan hoang sau vụ cháy cửa hàng phụ tùng, ba ô tô chỉ còn trơ khung. Trưa ngày 2 tháng 1, công an thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương vẫn đang phong tỏa khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn, thiêu rụi một cửa hàng bán phụ tùng và ba xe ô tô đắt tiền. Như đã thông tin, 23 giờ khuya ngày 1 tháng 1, đã xảy ra vụ hỏa hoạn trên đường D33, khu dân cư Việt Sinh, phường An Phú, thành phố Thuận An. Cửa hàng đổ sập, hai căn nhà ở hai bên cháy xém đen thui. Hiện trường là cửa hàng bán phụ tùng lớp xe ô tô. Ngọn lửa sau đó cháy lan qua căn nhà ba tầng bên cạnh. Nhận tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương điều hai xe chữa cháy cùng 12 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường. Nhiều tài sản trong cửa hàng cháy trơ khung, Chất cháy chủ yếu là nhựa gỗ và cao su nên lửa cháy rất nhanh. Tới 23 giờ 30 phút, vụ hỏa hoạn được dập tắt hoàn toàn. Bước đầu xác định vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên cửa hàng phụ tồn đổ sập, ba xe ô tô cùng hai xe máy cháy trơ khung. Hai căn nhà ba tầng nằm hai bên cửa hàng bị cháy lan cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. Bắt chín kẻ trong đường dây cá độ hơn 3,5 triệu đô la Mỹ ở Huế. Ngày 2 tháng 1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án bắt nhóm 9 người tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Nhóm 9 người bị bắt giữ gồm Hoàng Anh Luân, sinh năm 1993, được xác định là kẻ cầm đầu cùng Trần Công Thọ, sinh năm 1987. Dương Minh Tám, sinh năm 1985, Đỗ Duy Bình, sinh năm 1984, Lê Hữu Dũng, sinh năm 1993, Phan Minh Lộc, sinh năm 1987, Nguyễn Thơ, sinh năm 1980, Trần Quang Thái, sinh năm 1976 và Đỗ Duy Chương, sinh năm 1991. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện Trần Công Thọ sử dụng tài khoản cá độ bóng đá cấp ASEAN đăng nhập vào website agbóng88.com, chia thành 8 tài khoản cấp member và giao cho các đối tượng cấp dưới để trực tiếp thực hiện cá độ bóng đá trên các website của hệ thống bóng 88. Mở rộng điều tra, lực lượng công an xác định kẻ cung cấp tài khoản cho thọ tổ chức cá độ bóng đá là Hoàng Anh Luân. Tại cơ quan công an, Luân khai nhận quản lý một tài khoản cá độ bóng đá cấp Super có hạn mức là 1,4 triệu đô la Mỹ tỷ lệ 1 đô la Mỹ tương ứng 13.000 Việt Nam đồng đến 50.000 Việt Nam đồng, tương đương khoảng 18,2 tỷ đến 70 tỷ Việt Nam đồng. Sau đó, Luân cấp tài khoản Master cho những kẻ còn lại để tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Quá trình điều tra, lực lượng công an xác định tổng số tiền giao dịch trên tài khoản bóng đá do Hoàng Anh Luân cầm đầu để tổ chức đánh bạc và đánh bạc cùng đồng bọn trong hơn một tháng là hơn 3,5 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 176 tỷ đồng. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ 9 người như nêu trên cùng nhiều tăng vật của vụ án, đồng thời tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Lãnh án tù vì hiếp dâm chính hôn thê của mình Một người đàn ông ở Trung Quốc mới đây đã bị kết án 3 năm tù vì tội hiếp dâm. Điều đáng nói, nạn nhân chính là vị hôn thê của anh và điều này làm dấy lên sự tranh cãi của cộng đồng mạng. Tòa án nhân dân huyện Dương Cao, thành phố Đại Đồng tỉnh Sơn Tây hôm 25 tháng 12 đã ra phán quyết rằng người phụ nữ đã bị ép quan hệ tình dục vào ngày 2 tháng 5, chỉ một ngày sau khi cô đính hôn với bị cáo họ tập. Theo phán quyết được công bố, quyết định của tòa án dựa trên kết quả điều tra của cảnh sát địa phương, trong đó xác định hành động của ông tập cấu thành tội hiếp dâm. Phát biểu với truyền thông trong nước sau phán quyết, tranh án xét xử vụ án cho biết người phụ nữ và ông tập được một trung tâm môi giới hôn nhân giới thiệu với nhau và đã hẹn hò từ ngày 30 tháng 1 năm 2023. Trong thời gian hai người qua lại với nhau, người phụ nữ cũng đã bày tỏ quan điểm rõ ràng với bạn trai rằng cô phản đối với chuyện có quan hệ tình dục trước hôn nhân. Mặc dù vậy, sau lễ đính hôn của cả hai vào ngày mùng 1 tháng 5, Tập đã bất chấp sự phản đối của cô gái và ép cô quan hệ tình dục vào ngày hôm sau. Quá ốt ức, nạn nhân sau đó đã đốt nội thất phòng ngủ và rèm phòng khách. Tòa án phát hiện cô cũng đã cố gắng trốn khỏi căn hộ của Tập và kêu cứu nhưng tập đã cưỡng bức cô quay lại và lấy đi điện thoại của cô. Theo tòa án, chỉ sau khi mẹ nạn nhân gọi điện vào tối hôm đó, cô gái mới lấy lại được điện thoại và báo cáo sự việc với cảnh sát. Mẹ của bị cáo họ trịnh khẳng định, người phụ nữ yêu cầu con trai tôi ghi tên cô ta vào chứng thư tài sản và trả 100.000 nhân dân tệ, 13.993 đô la Mỹ làm phí cô dâu. Do chúng tôi không có số tiền và tài sản đó, nên cô ta rất bức, nữ sinh viên cắn lại chuột gây sốc dư luận Trung Quốc. Theo báo South China Morning Post ngày 2 tháng 1, cô sinh viên đại học tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, đang cố gắng bắt con chuột trong phòng ký túc xá, thì bị nó cắn vào tay, cô đã quyết định cắn trả. Vụ việc xảy ra vào ngày 21 tháng 12 năm 2023, trong lúc đang cùng bạn bắt chuột, thì cô sinh viên 18 tuổi này bị con vật cắn vào ngón tay. Khi đã bắt được con chuột và giữ chắc nó trong tay, cô thấy con vật này thò đầu ra ngoài và quyết định cắn vào đầu nó. Một tài khoản trên Duzin bạn cùng phòng của cô sinh viên liều lĩnh kể rằng cô gái đã để lại dấu răng trên đầu con chuột. Theo hồ sơ bệnh án, cô sinh viên được ghi nhận là bị thương ở môi do cắn một con chuột. Phải mất một lúc để bác sĩ có thể điền thông tin vào hồ sơ bệnh án của cô ấy, tài khoản này nói. Bạn cùng phòng cho biết cô gái cắn chuột đã rất hối hận vì hành vi của mình và xấu hổ không muốn để lộ mặt trong suốt quá trình được thăm khám. Cập nhật trên Duzin, cô sinh viên nói mình đã được điều trị kịp thời và hiện vẫn ổn. Về phần con chuột kém may mắn, tài khoản này nói nó đã chết ngay sau cuộc vật lộn, không phải do bị cắn, nhưng do bị ngạt thở vì bạn cùng phòng của cô đã nắm nó quá chặt. Người dùng mạng xã hội tại quốc gia tỷ dân nhận thấy, sự việc vừa sốc nhưng cũng rất hài hước. Một số người còn đùa rằng, muốn mời cô sinh viên này về nhà để bắt chuột. Cô có muốn trông vựa lúa hộ chúng tôi không, một người dí dỏm. Dù sự việc có vẻ hài hước, bạn cùng phòng của cô gái cũng cảnh báo, mọi người không nên học theo vì khả năng lây các bệnh từ loài gặm nhấm. Khống chế đối tượng cầm dao tấn công người đi đường, chém công an. Thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Công an thành phố Châu Đốc An Giang phối hợp với các đơn vị liên quan thành lập tổ tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Vào lúc 19h30 ngày 1 tháng 1, tổ công tác đi tuần tra đến đoạn đường Phan Đình Phùng, Thuộc tổ 6, khóm Châu Quế 2, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, phát hiện một đối tượng đang cầm dao tự chế đứng giữa đường chém người dân đang lưu thông trên tuyến đường. Khi phát hiện tổ tuần tra, đối tượng đứng ra chặn đầu xe. Lúc này tổ tuần tra tiến hành bao vây, thiết lập trật tự xung quanh khu vực đối tượng, bảo đảm an toàn cho người dân. Thiếu tá Thái Phan Tâm, thành viên tổ tuần tra tiến lại gần đối tượng để khuyên ngăn, nhưng đối tượng không chấp hành nhằm ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra cho người dân thiếu tá thái văn tâm đã chủ động trấn áp đối tượng trong quá trình trấn áp thiếu tá thái văn tâm đã bị đối tượng sử dụng dao tự chế chém trúng vào tay do mất nhiều máu nên thiếu tá tâm đã được tổ tuần tra đưa đến bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh an giang để điều trị do bị gãy xương ở cánh tay nên đồng chí tâm đã được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật hiện đang được tiếp tục theo dõi sức khỏe tại bệnh viện đối tượng gây án đã bị công an thành phố châu đốc bắt giữ sau đó Bước đầu xác định đối tượng là Dương Văn Hậu, ngụ thành phố Châu Đốc. Một nam sinh ở Lâm Đồng bầm tím khắp cơ thể, nghi bị bạn đánh đập. Ngày 2 tháng 1, em Ngọc Hân, sinh năm 2012, học sinh lớp 6 của một trường trung học cơ sở tại xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng với những vết bầm tím khắp cơ thể. Anh Nguyễn Văn Xuân, bố của em Hân cho biết Thời gian gần đây, con anh có nhiều biểu hiện bất thường, tinh thần hoảng loạn, nhất là sau những buổi đi học về. Cách đây 4 ngày, gia đình phát hiện một vết bầm tím trên cơ thể em lộ ra sau lớp áo. Cả nhà tá hỏa khi em cởi bỏ quần áo ra. Toàn thân là vết bầm tím, nhất là vùng mông và hai chân. Các vết thương cho thấy em Hưng bị vật tay tác động mạnh liên tục trong thời gian dài. Em Hưng cho biết bị một bạn nam cùng lớp uy hiếp dùng vật cứng đánh đập rất nhiều lần vì không đáp ứng được yêu cầu đưa tiền cho bạn đó. Em được gia đình chuyển tới Trung tâm Y tế huyện Lâm Hà kiểm tra chấn thương. Do bị tổn thương rất nặng, con trai anh Xuân được bác sĩ cho chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng điều trị từ ngày 31 tháng 12 năm 2023. Tại đây, ngoài vết bầm tím khắp người, các bác sĩ còn xác định em hơn bị tổn thương nội sọ do tác động ngoại lực. Hiện sức khỏe em đã ổn định, tiến triển tốt, nhưng tâm lý tinh thần nạn nhân luôn biểu hiện sự hoảng sợ tột độ. Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng bị bắt Chiều ngày 2 tháng 1, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam về tội nhận hối lộ. Hơn 15 giờ, Tổ công tác thuộc Bộ Công an đi nhiều ô tô đến nhà của ông Trần Văn Hiệp trên đường Gia phường 9, thành phố Đà Lạt để tống đạt lệnh khởi tố, bắt tạm giam và thực hiện lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc của bị can. Ông Hiệp bị tình nghi liên quan đến vụ án nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Lâm Đồng và các đơn vị dự án khu đô thị thương mại nghỉ dưỡng Sinh Thái Đại Ninh. Ông Trần Văn Hiệp, 58 tuổi, bắt đầu sự nghiệp từ cán bộ tỉnh đoàn Lâm Đồng, sau đó lần lượt trải qua các chức vụ như bí thư huyện Bảo Lâm, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, phó bí thư tỉnh ủy. Từ tháng 11 năm 2020, ông Hiệp làm chủ tịch tỉnh Lâm Đồng. Trước đó, C03 bắt ông Nguyễn Ngọc Ánh, tránh thanh tra tỉnh Lâm Đồng, để điều tra về tội nhận hối lộ. Bà Trần Bích Ngọc, vụ trưởng theo dõi công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo phòng chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vụ 1 của văn phòng chính phủ, bị cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Kết quả điều tra ban đầu cho rằng, bà Ngọc lợi dụng vị trí công tác làm trái chức trách, nhiệm vụ được phân công trong giải quyết thanh tra, khiếu nại với dự án Đại Ninh, gây thiệt hại cho lợi ích nhà nước. Thành phố Hồ Chí Minh lên kế hoạch sửa chữa trùng tu chợ Bến Thành. Cụ thể, Ủy ban nhân dân thành phố giao lãnh đạo các sở, ban quản lý đường sắt đô thị, Ủy ban nhân dân quận 1 khẩn trương phối hợp triển khai thông báo về việc thực hiện cải tạo cảnh quan khu vực trước chợ Bến Thành và mời gọi đầu tư xây dựng tại khu vực trung tâm thành phố nêu rõ các yêu cầu đối với các sở ban ngành. Cụ thể, Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố thống nhất kết luận giao Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh hoàn chỉnh lại tờ trình của Ban cán sự Đảng ủy Ban nhân dân Thành phố, trình Ban thường vụ Thành ủy chấp thuận chủ trương về một số nội dung. Về khu vực trước chợ Bến Thành, xin chủ trương thống nhất phương án thiết kế tổng thể cảnh quan khu vực trước chợ, trong đó có nội dung về vị trí đặt tượng và đúc lại tượng Trần Nguyên Hãn, tượng Quách Thị Trang theo nguyên bản bằng chất liệu bền vững hơn, đúc đồng, hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2025. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1 cũng được giao theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện dự án cải tạo cảnh quan khu vực trước chợ Bến Thành, rút ngắn thời gian, hoàn tất thủ tục pháp lý dự án trong 6 tháng, bắt đầu khởi công dự án vào ngày 1 tháng 6 năm nay. Về chợ Bến Thành, xin chủ trương thực hiện sửa chữa nhỏ hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2025. Việc trùng tu chợ Bến Thành sẽ được thực hiện sau ngày 30 tháng 4 năm 2025. Về sân khấu sen hồng, chấp thuận chủ trương cho phục hồi việc khai thác sử dụng một số hạng mục công trình tại công viên 23 tháng 9 trong đó có sân khấu sen hồng để phục vụ người dân và du khách trước Tết Nguyên đán 2024. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi đến cuối video, đừng quên bấm đăng ký kênh Seven News để không bỏ lỡ những tin tức mới mỗi ngày.